Có gì đâu mà hết hồn. Tài khoản của Papa thì TikTok đang mở lại rồi. Đang 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 kiểm tra mở lại. Bởi vì là Papa có vi phạm gì đâu đúng không ạ? Đúng, đang ngủ không yên ấy. Thank you mọi người. Chắc đi chơi tí thôi, chỉ đi chơi tí xong rồi. Ferrari thì mình không biết, Ferrari ở bên Dubai thì mình không biết. Còn TikTok Việt Nam mình thì lúc này em tin tưởng. Thật luôn, TikTok Việt Nam lúc này em tin tưởng mà. Bởi vì là mình có vi phạm đâu đúng không ạ? Thank you mọi người. Paparazzi đang ngủ. Đây này, lại gọi đây này. Alo. Em ơi, chị đặt em. Ơi. Tình hình là sức khỏe tình dục của phòng mình là bị sức ấy. Bình thường nó yêu được con trai ấy mà. Thì làm sao? Thì tức cái tình hình sức khỏe của phòng mình là bị sức ấy. Thế thì không được rồi. Không. Ha